chuột này là chuột gì nhỉ? Ôi giời ơi, có cái chuột móm dài ghê nhỉ. Ông vừa quay video rồi. Chuẩn, chuẩn quay. Ôi giời. Đây à, nó mệt quá nè. Đi rồi, đi rồi. Ôi giời. Thôi, quay ra ngoài đi. Quay ra ngoài đi. Đây đây, quay ra ngoài kia đi. Mệt lắm rồi. Ách, hít, hít. Trời ơi. Đời này á, làm cho nó bị thương rồi. Béo nhỉ, béo ụ nhỉ. Ở đây không biết nó có ăn uống gì đâu mà béo ghê thật đấy. Cho ăn vẫn cho ăn vào bữa thì chuột thì vẫn cho ăn vào bữa. Ôi nhanh nhịt cái. Không biết à. Con vào đây nào, nó cho cạnh lên. Còn rác nữa cơ mà. Nhiều. Đi lên tranh thủ mưa, không mua hai thằng đi hai xe máy lên đi. Ra lên vừa. Tranh thủ. Không sợ rồi, mệt lắm rồi, nghỉ ngơi rồi.